Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với Thanh Tâm Audio, chuyên kênh review cũng như giới thiệu đến các bác chơi âm thanh những cái bộ dàn âm thanh đồng bộ được đấu giá và vận chuyển về Việt Nam. Những cái dàn âm thanh đến từ những cái thương hiệu nổi tiếng như Onkyo, Denon, Kenwood, Sansui, Victor, Sony, rất là nhiều dàn hay và nổi tiếng. Bên em chỉ làm những cái dàn, bộ dàn có hình thức đẹp, những cái bộ dàn đết cao và nhiều công nghệ. Em không làm những cái hàng bộ dàn xấu cũng như là cái giá thấp. Vì thế là anh em có thể tham khảo và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Như thường lệ, tất cả mọi bộ dàn về hàng bên em đều lên clip để cho anh em ở xa cũng như anh em ở gần không có thời gian qua nhà em xem, có thể xem tham khảo hình thức trên clip luôn và đưa ra quyết định mua hàng. Bộ sản phẩm hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác là bộ sản phẩm tới từ Onkyo. Đây là model cao cấp nhất của cái dòng Intech 2.5. Intech 2.5 có nghĩa là cái kích thước bề mặt của nó là 20.5 các bác. Đó, các bác có thể thấy dòng Intech 2.5 có rất là nhiều cái model khác nhhau, nhưng mà các bác lưu ý giúp em, model 905 FX là dòng cao cấp nhất với cái đèn hiển thị màu xanh như các bác đang nhìn thấy đây. Đó, tất cả mọi cái đèn hiển thị của mọi thớt đều màu xanh hết, chứ không phải màu vàng hoặc màu trắng như những cái bộ dàn thấp như cả 905 TX hay là gì gì đó. Em cũng không, tại vì em cũng không làm những cái dàn đấy nên em cũng không tham khảo thông số lắm. Bộ dàn này về gồm 4 thớt rất là đẹp, hình thức cực đẹp, và cặp loa đi theo dàn là D152A. Cặp loa này được sản xuất cùng với cặp D302E mà xuất xưởng cùng với bộ Onkyo 933 Intech 2.5 của hãng, với cái âm bát đầy nội lực. Những bác nào chơi qua dòng Onkyo mà chơi qua những cái dòng như 922 MLTD gì gì đấy thì như em theo em nghe thì những cái bộ đấy thì bát không bao giờ ăn được cái cặp loa này nha các bác nhé. Cặp loa đấy là 202AII là 202DDT gì đấy, nhưng mà em đã nghe rất là nhiều rồi thì cái tiếng bát, cái nội lực thì không thể bằng cặp này được. Đó, các bác có thể tham khảo hình thức, sau đó em sẽ giới thiệu đến từng thớt đến các bác. Loa rất là bóng và đẹp mới. Đó, đây là bát và chép loa dạng hai đường tiếng nhá. Cặp loa này về sẽ cùng series và đầy đủ AK như các bác đang nhìn thấy đây. Novo Onkyo còn rất là mới này. Đó, em bỏ xuống đây. Và cái cặp loa này có công suất là 80W một kênh, tương đương với tổng hai kênh là 160W. Các bác có thể thấy. Đó, các bác có thể thấy hình thức của nó rất là đẹp này. Sau đó em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng thớt cũng như tính năng của nó. Đây là một bộ dàn size mini với cái thiết kế rất là hầm hố. Bác nào cùng một tầm giá, nhưng mà nếu mà các bác thích sự hầm hố và thích nhiều đồ linh kiện thiết bị thì các bác có thể chọn cái bộ dàn này, là một trong những cái bộ dàn quá ưng ý để các bác chơi ở phòng ngủ. Đặc biệt của dòng Onkyo thì nó chơi nhạc trữ tình rất là hay rồi, các bác có thể tham khảo. Rồi em sẽ giới thiệu chức năng từng thớt cũng như là cái tính năng còn sử dụng được hay là đã hỏng của những thớt ở trên bộ dàn em giới thiệu cho các bác nhé. Đó, các bác có thể thấy rõ chưa? Bắt đầu em giới thiệu từ âm ly nhé. Con âm ly này là âm ly 905 FX, nó có khả năng, nó được tích hợp công nghệ VL Digital độc quyền của Onkyo đấy. Nó có được trang bị tất cả các nút tùy chỉnh trên mặt âm ly như Super Bass này, tăng cường bass này, chép này. Đó, các bác có thể chỉnh tay và chế độ CD Direct. À, đây một cái núm vặn âm lượng thì nó thiết kế rất là to và vặn rất nhẹ, tay rất là thích. Và đây là cái đường đổi xuộc input. Cái bộ dàn này nó có tới 5 cái đường xuộc vào như các bác đang nhìn thấy đây. Đó, công suất của con này là, tuy nó là dòng mini thôi nhưng mà cái âm ni rất là nặng. Các bác có thể, nếu mà các bác ở đây thì các bác có thể nhìn qua cái lưới của nó thì thấy nó có được chơi hai con tụ rất là to. Đấy, các bác có thể thấy hai con tụ này to không kém gì mấy cái trong dòng dân dụng đâu. Đây, hình thức ở trên nhìn xuống này rất là bóng như soi gương luôn các bác. Đó, bây giờ em sẽ đặt máy xuống và giới thiệu tiếp đến các bác đến cái thớt MD nhá. Thớt MD này được trang bị công nghệ DNA rất là hay và nó có khả năng giải mã cũng như là đọc và ghi rất tốt tất cả các loại đĩa MD trên thị trường. Nó cũng được trang bị công nghệ BVL Digital của hãng, và đặc biệt con này được đạt chuẩn 2MD nhá các bác nhá. Các bác nhìn cái logo 2MD của nó này, 2MD này, đó. Và nó có tên mã là 105FX. Các bác lang thang trên những câu diễn đàn như câu lạc bộ, như ở trên câu lạc bộ fan MD fan club của VNAV thì cũng rất là nhiều bác chơi cái dòng cái thớt MD này và ca ngợi nó, cái chất âm của nó rất là tốt.
Cuối cùng là thứ ba là cái thớt CD như các bác đang nhìn thấy, đó là cái thớt CD Onkyo C7-5FX. Con CD này giải mã 24 bit và có khả năng đọc rất là tốt tất cả các loại đĩa, kể cả đĩa chép. Đặc biệt đằng sau nó còn được trang bị tới 3 cái cổng quang ra cho các bác chơi nhạc cũng như là kết nối với các thiết bị âm ly có hỗ trợ cổng quang. Thớt cuối cùng là thớt FM. Thớt FM này đặc biệt điểm của nó là nó có thể bắt sóng đến 108 tại thị trường Việt Nam ở sóng FM, nên các bác bắt được hết tất cả các loại sóng trên thị trường. Một cái điểm mà rất là nhiều dàn âm thanh khác bị giới hạn ở cái sóng tần số là 90 MHz đấy. Cái chất âm của cái bộ này nó ra rất là nội lực. Các bác lưu ý nhá, cái đĩa MD các bác đang nhìn thấy nó đọc và ghi rất là tốt, em đang cho nó chạy đĩa đấy. Các bác bây giờ em sẽ test cho các bác thử cả đĩa MD cũng như là CD để các bác có thể hình dung rõ hơn về chất âm cũng như là cái những cái tiết tấu mà cái bộ dàn này nó chơi. Bộ dàn này về kèm khiển zin như em đang cầm trên tay các bác nhá. Bây giờ em sẽ chuyển chuộc sang thớt CD và cho nó chạy. À quên mất, các bác muốn điều khiển được cái thớt CD ấy, các bác phải mua một cái dây kết nối từ âm ly xuống ra với CD. Là cái dây đấy nó trên thị trường nó khoảng 30-35 nghìn thôi. Nó là cái dây mà dạng hai đầu đều là jack cắm 3.5 ấy. Các bác cắm vào là các bác dùng cái điều khiển này này, các bác điều khiển được hết cả cả MD với cái thớt CD cũng như thế, điều khiển được hết. Bây giờ em chuyển xuộc về CD nhá. Đó. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruộng rối tơ tằm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui công pháo nổ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biến. Biết bây giờ mẹ chớ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên non. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thùa chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân biết không về mẹ chớ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng trà xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em mầm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Thank you.
chắc mẹ buồn lắm. Mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi khoe sông riêng, con biết không về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng trà xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà, bao lứa trai cùng trà xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xin đợi ngày mai. Bây giờ em sẽ test MD cho các bác nghe một cái bản nhạc trên MD nhé, để các bác ở xa có thể hình dung rõ cái chất lượng của bộ dàn. Cho nó chơi mấy cái bài Modern Talking cho nó bốc lửa đi. Và chuyển xuống sang MD này. Bác. Breaks a heart, right?